Dạ trời ơi. Anh Linh. Dễ thương dữ thế trời. Anh Linh chạy theo không trên TV nữa. Phải không? Dạ. Trời ơi, mừng quá. Trời, một sự quan trọng là cái quản lý điện thoại của chồng. Quản lý điện thoại à? Nhưng mà ông chồng nó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem. Dạ. Nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu lắm nha. Thôi bớt cái đó đi. Nó nói chứ cái điện thoại cầm đứa xem từng tin nhắn này kia, lũ người ta có những chuyện riêng nói chứ không phải là chuyện bầu bịch này kia, chuyện riêng khó nói lắm. Muốn giải là tâm sự với ai vậy? Không phải là tâm sự với ai đâu. Không, anh thì rõ ràng nó không có quản lý điện thoại đâu phải. Thôi đừng để quản lý điện thoại chồng, có gì nói thẳng với nhau, đâu phải điện thoại nói lên tất cả đâu mà quản lý. Dạ. Đúng không? Dạ. Trời ơi. Câu này lập trường rất là vững. Tức là điện thoại em phải giao luôn mà đó luôn, bắt quạt thì giao luôn đó. Dạ, giao hết luôn à? Giao hết luôn hả? Dạ. Dạy gái của tao nào. Rồi bạn Nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi bây giờ tất cả đã an tọa rồi, mình sẽ giới thiệu về nhau. Dạ. Nào, xin mời bạn nữ. Chào tất cả quý vị khán giả, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Chào bạn Nam phía bên kia ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hoa, em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Em quê ở đâu, bao nhiêu tuổi? Em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi ạ. Rồi, mời bạn Nam. Em tên là Chu Hoàng Minh, năm nay 34 tuổi, đang làm thanh tra đào tạo bên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tây. Lớn hơn 10 tuổi thấy có vấn đề gì không Thoa? Dạ, đối với em không có vấn đề gì ạ. Sao bạn? Bạn làm cụ thể thanh tra là gì? Dạ, em làm mảng thanh tra đào tạo thì có là mình quản lý về chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, kiểm tra cấp chứng chỉ, điểm số đầu vào đầu ra. Ủa nhưng bạn học cái gì mà bạn làm cái ngành nghề đó? Dạ, em học môi trường, kế toán, tài chính ngân hàng. Ủa mà sao ế vậy? Dạ chắc là do đi học nhiều quá chị các bạn ạ. Quá tệ đúng rồi. Nó học không thời gian đâu mà hẹn hò với bạn gái rồi bây giờ hết học chưa? Dạ bây giờ tạm dừng lại rồi ạ. Rồi bây giờ hồi đó giờ được mấy mối tình rồi? Dạ hồi đó giờ hai mối tình rồi ạ. Hai mối tình, lý do tại sao chia tay? Tại vì anh đó còn quá trẻ, đó là lý do tại sao em muốn quen một người già hơn. Đó. Vài tuổi. Đúng rồi, phải vậy. Bây giờ em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ một người bạn trai lớn hơn em khoảng 10 tuổi là ok. Công việc ổn định, một con người sống khoa học. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích ở người đàn ông không có tính cầu tiến, không có chi hướng. Ta học quá trời là em hiểu rồi. Dạ. Được rồi, thấy không? Rồi gì nữa? Một người đàn ông phải biết san sẻ công việc nhà với vợ. Biết rửa chén không? Dạ, ưu điểm của em là tất cả các việc nhà, trừ việc nhưng mà liên quan gì đến điện nó hơi nguy hiểm thì em không đụng đến thôi. Nấu ăn, giặt đồ, buổi đồ gì đó là tụi em làm hết. Rồi, khỏe luôn, khỏe luôn. Rồi, vậy bạn muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Dạ, bạn gái thì biết cách cư xử, biết nấu ăn. Chăm sóc khách hàng là biết cách cư xử rồi. Dạ. Biết nấu ăn rồi gì nữa? Dạ, biết lễ phép, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Dạ, chiều cao thì từ 1m57 đến 1m60-61 được rồi ạ. Rồi, được, gì nữa? Dạ, nhìn xinh xinh sướng được ạ. Xinh xinh cỡ ai, qua khôi, qua hậu gì không? Nói chung giống như ca sĩ Phương Linh là được rồi ạ. Phương Linh. Rồi, sở trường của em là gì? Sở trường của em là nấu ăn và chế biến các loại món ăn. Rồi, được luôn. Em là người thích sáng tạo các loại món ăn, vì vậy những món em nấu có thể là rất là lạ và chưa có ăn bao giờ. Vậy là em thử nghiệm đó rồi chị Cát Tường. Em làm việc mập nha cưng. Dạ. Rồi, vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là em hát rất dở. Muốn nghe hát không bạn trai? Dạ không, muốn nghe. Để em, dở đôi khi lại là ưu điểm. Vỗ tay đi quý vị. Vậy em xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, hai ta chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống bên nhau một đời. Bây giờ em muốn khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, tùy theo tốc độ phát triển của tình cảm, nhưng mà em nghĩ nhanh nhất là cũng phải một năm nữa. Trời ơi. Bên kia một năm nữa mình tiến tới hôn nhân được chưa bạn? Dạ cái đó là tùy bên bạn gái nữa ạ. Chứ nhưng mình có cũng, chuẩn bị. Dạ em chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị có được cái gì bạn? Dạ có nhà có xe rồi có đầy đủ ạ. Nói chung là còn cái cô dâu đây ạ. Nhà ở đâu vậy? Nếu mà các anh chị có xuống Gò Vấp thì các anh chị sẽ biết được hai quán cà phê đẹp nhất của Gò Vấp. Dạ em kế bên đó. Duyên được. Tôi chịu bạn rồi đó. Dạ. Bây giờ một lần nữa để đi qua tôi coi mặt nè.
Nãy giờ là mình mới nói tính cách, mình mới nói con người thôi. Dạ. Giờ vóc dáng, bạn muốn một người bạn trai có vóc dáng như thế nào? Đối với em thì một người chiều cao 1m62 trở lên là ok rồi. Em thích một anh chàng mập mập, có đôi má phúng phính. Tại vì em rất là thích mụn bạn trai. Rồi, cái gì nữa? Dạ, cái kiểu người hao hao giống anh nhìn lên là được rồi. Để em chờ chị có tường. Ta đẹp trai chứ. Cao mét nhiêu? Dạ em mét 62. Trời ơi vừa luôn vậy đó. Dạ hả? vừa. Không có cho thêm miếng nào hết trơn. Dạ, trời vậy đó hả? Em không biết nữa, chắc là cũng sụt sụt xuống một xíu, nhưng mà chắc dao động khoảng đó. À vậy là ăn gian lên chút, một phải phân phải không? Dạ. À, rồi đứng đứng lên dòm thử nhé coi. Dạ chị. Thôi ngồi đi em, đứng kia bắt đất ra mặt đó. Phải, ta phải kiểm tra coi chứ. Bắt đất ra ngồi im. Dạ không sao, tại vì em có tập gym thôi. Có tật xấu gì không? À, dạ chắc cũng hơi nóng tính. Có cái gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ không thích là tóc lè lẹt quá chị. À, không xăm mình, nói chung là anh chơi đua đòi quá. Dạ. Nói chung bên ngoài thì không có xăm rồi đó, còn ở dạ. trong có hay không thì chị không biết. Dạ cho đó về kiểm tra lại. Thì em kiểm chứ ai kiểm. Để anh qua anh kiểm tra coi. Dạ. Gái qua đây hạch sách quá. Qua mà kiểm tra hạch sách đàn gái. Trời ơi. Linh. Dễ thương dữ cái trời. Anh Linh dễ thương hơn trên TV nữa. Thấy không? Dạ. Trời ơi, mừng quá. Rồi, một điều quan trọng là có quản lý điện thoại của chồng không? Quản lý điện thoại à? Nếu như mà ông chồng nó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem á. Dạ. Nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu lắm nha. Thôi bớt cái đó đi. Dạ. Nói chứ cái điện thoại chồng cứ xem từng tin nhắn này kia, rủ người ta có những chuyện riêng, nói chứ không phải là chuyện bầu bịch này kia, chuyện riêng khó nói lắm. Muốn gửi lời tâm sự đến ai vậy? Không phải là gửi lời với ai đâu. Không, anh thì rõ ràng nó không có quản lý điện thoại đâu sao. Thôi đừng lừa quản lý điện thoại chồng. Có gì nói thẳng với nhau, đâu phải điện thoại nói lên tất cả đâu mà quản lý. Dạ. Đúng không? Dạ không. Sao lại chết vậy? Cô này á, lập trường rất là vững. Hứa, tức là điện thoại em phải giao luôn bên đó luôn, password thì giao luôn đó. Dạ em giao hết luôn ạ. À. Giao hết luôn hả? Dạ. Dạy gái của tao. Rồi. Vì thế mới bị... Đàm phán tính lấy được một phần nào đó. Tự nhiên... Hôm nay bạn nhà trai có đi với ai không? Dạ em đi với lại hai anh em đồng nghiệp ạ. À, mình là đồng nghiệp với chỗ của anh Minh. Rồi. Mình cùng công tác với anh Minh khoảng hơn 3 năm. Yeah. Anh Minh khó chịu lắm không anh? À, không, về công việc và kể giấy trong cuộc sống thì anh Minh rất là hòa đồng, rất là dễ chịu. Tuy nhiên anh Minh có một khuyết điểm là hơi tập trung vào trong cái sự nghiệp mình quá mà không biết được cái chia sẻ được cái thời gian để mà như hẹn hò và chăm sóc tương lai của mình. Theo mình nhận thấy thì Thoa rất là có thể là rất là tương hợp với chỗ của anh Minh và mong muốn rằng là hai người mau chóng phát triển được cái tình cảm. Chúc rồi, hai bạn có thể làm rất là nhiều. Thoa có đi với ai không? Dạ có, em đi với một bạn rất rất thân của em. Rồi chào em. Em nhận xét anh Minh kia làm sao? Dạ thấy anh bên kia thì cũng hợp với bạn của em. Anh bên kia thì cũng thích nấu ăn, còn bạn em thì thích chế biến món ăn. Với lại em thấy là Thoa là một người cũng vui tính, nhưng mà có con cái hay làm nũng lắm chị. Con gái làm nũng không sao. Cảm ơn em nhiều. Đó. Nào, hai bạn trẻ chuẩn bị nha. Nói chung lấy mẫu lấy làm chồng á thì được, cũng dạy gái mình quản lý được. Dạ. Bên kia chịu là chắc rồi. Dạ. Chịu là chắc rồi. Cảm ơn anh nha. Ấn tượng đầu tiên anh nhìn em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Em nhìn anh như thế nào? Dạ em nhìn anh rất là chững chạc. Em có yêu cầu là cuối tuần hay là gì đó mình sẽ gặp nhau uống cà phê hay là hẹn hò gì không ạ? Đối với em á thì em thích một người bận rộn, biết chăm lo cho sự nghiệp, cho công việc. Nên á, do mình bận rộn nên có thể một tuần mình hẹn nhau một lần thôi là cũng được rồi. Hoặc một tháng hẹn hai lần cũng ok, không sao hết. Nói chung hôm nay hai bạn đến đây tôi thấy cũng hợp lý đấy. Vì vấn đề chỗ thỏa thuận trước khi bấm nút. Có ghen không? Em ạ? Có. Em nghĩ là còn yêu là sẽ còn ghen ạ. Bảo nó có nhiều gọi là cấp lắm. Cấp độ 8, 9, 10, 11, 12 gì đó. Em khoảng cấp mấy? Cấp 13. Trời ơi. Xuyên bảo. Vậy là có làm đến những hành động gọi là ảnh hưởng đến tính mạng của người chồng không? Dạ, những chuyện đó thì em chưa có biết được. Nó chưa có diễn ra, thành ra em chưa có tưởng tượng được là em sẽ hành xử như thế nào, em không biết được. Nhưng mà anh yên tâm đi, bình thường em hiền lắm. Cái người bình thường hiền, cái hồi bảo lên nó mới giữ. Dạ đúng rồi chứ. Cái người giữ gì tường lúc nào. Hồi nãy tôi đang thỏa thuận cái vụ điện thoại, cái tự nhiên nhảy vô cái là mất cái vụ thỏa thuận đó rồi. Coi gì điện thoại giao luôn rồi đó. Dạ. Giờ tiền ai giữ nè, đó, cách sắt ai giữ nè, đó, điện thoại thì giao rồi, mà tiền có giao không? Rồi, nhanh lẹ quyết định bấm nút nè.
Dạ, kế sách đương nhiên là vợ giữ rồi. Rồi, xong. Hết giờ. Có hai thứ quan trọng vợ giữ hết rồi. Thôi rồi, Đức từng đoán ruột. Suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ nha. Lúc này lúc phải suy nghĩ nè. Bình tâm lại nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Rồi chúng ta nắm tay gặp gỡ ngày đầu tiên nha các bạn. Hợp quá ta. Dạ anh có là bà Kim. Hai người hình như mặt giống giống nhau nè. Ta nói giống nhau là ăn đời ở kiếp luôn á. Dạ anh có được em đợt được không ta? Anh thử đi cưng. Trời ơi, nhìn không thấy ghét. Chúc mừng các bạn nha. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng sớm nhận được thiệp mời đám cưới của hai bạn nha. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Dẫn bạn gái đi coi phim trước đi. Nào. Tính ra thì em chỉ có được một mối tình và quen nhau thì chỉ được hơn có một tháng thôi, kiểu nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cặp đôi thứ hai xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn, chúng ta sẽ nghe bạn nữ kia giới thiệu về mình. Em giới thiệu tên, nghề nghiệp. Dạ, chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên đó. Em tên là Hoàng Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam. Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng, xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ. Quê em thì ở Tây Ninh nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia là thẩm định, em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi. Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng. Em lên Thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Hồi đó lúc em học đại học thì em học ở Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm. Sau em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng được 1 năm rưỡi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra thì em chỉ có được một mối tình. Mà quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi. Rồi 1 tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa? Chắc là kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Trời ơi. Vậy em giới thiệu về bản thân mình nè, những cái điểm mạnh điểm yếu của em. Thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng rồi, chăm sóc khách hàng mà. Em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình á chị. Chỉ cần nhìn gương mặt em, nhìn biểu cảm của em. Vậy cũng tốt chứ, che làm gì em, đâu cần đậy chi, mở ra đi. Khi mà đi chơi với bạn bè á chị, nhiều lúc là có ai đó trong nhóm làm cho mình buồn á chị, em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Bạn trai thấy thì sao? Em đuổi bạn gái về hả? Dạ, em sẽ đưa bạn về. Rồi nói chơi mà làm việc luôn trời, rồi chứ nói chơi mà. Một khi đã không vui rồi đó chị thì mà mình ở lại mình cũng không có được vui. Ủa rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không? Chắc em xin phép em về chung với bạn gái em. Vậy rồi được. Có lần sau thì hay cái gì đó thì em sẽ nói chuyện với mấy bạn của em. Đúng bạn không? Có khuyết điểm gì và ưu điểm gì? Hay quên, hay đi lạc đường. Trời ơi. Lúc mà em giận á em hay im lặng. Một là em phải bỏ đi chỗ khác. Cái này tốt mà, này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được có rồi. Phụ nữ ghét vậy lắm. Ví dụ như hai người giận nhau em muốn xử lý sao? Khi em giận á thì thường em hay im lặng lắm chị. Em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hờn. Nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á đừng có bỏ mặt em. Tức là bạn ấy hay cứ chọc cười em đi. Nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa. Em nghĩ là sau khoảng thời gian chở một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó khi mà mình đã ta nói giận quá nóng quá mất khôn cái này là được. Em sẽ tìm một người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới sang nữa. Mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau. Gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu. Dạ thử được không? Dạ được. Gì?
đối với em là người con trai thì em cũng thích điều đó mà, nhưng mà em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ. Thích cũng thẳng lắm, thích nhưng mà biết rồi. Thôi vậy được rồi, em có chịu sống thử em nghĩ sao? Tìm hiểu, đi chơi với nhau, tiếp xúc nhau, một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau, tính nhau nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là phải sống thử, tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù ai đúng ai sai không cần biết, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả. Dạ. Cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha, cho càng có tay cho phụ nữ. Nói vậy thì cũng công bằng, nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ. Thiệt thòi gì đâu, nói nghe thử rồi thiệt thòi thiệt sao? Thiệt thòi hơn á. Thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết, vậy cũng không công bằng với phụ nam đúng không em? Rồi thôi, cho tràng hố tay cho phụ nam. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ vô vấn đề. Ta phải suy nghĩ thật kỹ khi mà ta sống thử với nhau. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao hơn em, khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi. Em thích bạn trai vừa người. Em quan trọng về tính cách hơn. Ừ. Bạn ấy là một người chín chắn, trong đó thì pha lẫn một chút hài hước, một người tâm lý, biết xử sự với mọi người khác. Em thích bạn trai có mùi nước hoa nặng nồng quá. Không thích nước hoa? Dạ đúng rồi. Em có xài nước hoa không? Dạ không. Bạn này thích mùi cơ thể. Không lo. Có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài. Em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bản cách gì mình, nhưng mà mình đó là mình tôn trọng phía đối diện. Bạn bên đây hơi tâm lý đó, hơi chín chắn luôn đó. Thôi bên đây ngon, đàn trai ngon lắm mà. Đùa. Cao nhiêu? Chiều cao của em nó không ổn định lắm chị. Chiều cao mà không ổn định, cân nặng không ổn định chứ chị. Chiều cao mà không ổn định là sao ông? Dạ hồi đó em đi học ở Cần Thơ, em đi khám sức khỏe, đo em là 1m65. Trước khi em đi Nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa á. Rồi người ta đo em 1m64. Vậy là 64 chắc ăn rồi. Bây giờ đi rồi cái qua bên Nhật á, khám sức khỏe định kỳ hàng năm á, người ta đo em có 1m63. Bữa hộp em mới đi khám thì lại quay lại 1m64. Giờ đo lại chắc 1m62 quá. Tôi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước. Cô này cô thích người vui vẻ. Quan trọng nè. Dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc 2-3 năm nữa. Được rồi. 2-3 năm nữa rồi em chờ được không? Em muốn bao lâu nữa kết hôn? Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ, em cũng dự định khoảng 2-3 năm nữa em mới kết hôn. Lúc đó thì em mới cảm thấy là mình chín chắn và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Dạ cho chú em nha. Chú Huyền lên. Ý là tụi già ăn cát tường nhiều đúng không? Nó chơi vui thôi. Bạn bên đây rất là dễ thương. Dạ. Người rất là thật tính. Mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất gọi là miền Tây nó rất là rõ rệt. Sóc Trăng đó, làm dâu ở Sóc Trăng được không? Em cũng không biết nữa tại vì trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ. Chưa có thử hả? Thử rồi ngồi đây chi? Trời ơi, chuyện này đâu có thử được. Bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu Sóc Trăng đi. Dạ không sao, em có đặt nặng bên đây làm dâu ạ. Em không thích gì nhất ở người đàn ông? Tính toán keo kiệt quá, con trai ở dơ, tức là người phải sạch sẽ nhìn. Con này có hơi dơ không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ không. Thôi hai thứ đó không có gì hết. Còn gì nữa không? Em không thích con trai mà hói hiều hô hay có mụn. Nhưng không có. Dạ. Có hói cũng hơi hơi hói hả? Trời ơi sao cái này căng quá vậy? Ủa người ta có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn, đi uống, đi ăn ngon đi đó. Em thích là bạn đối diện với em là sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn. Ủa thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như rắc hủ tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em có đi với sếp của em với bạn làm cùng công ty. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Sếp trẻ đẹp dữ ta. Em quen bạn bè, bạn trai, bạn gái gì em có thích người nào có mụn không? Dạ, với cái cạnh em là một phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ dù cho anh ấy có mụn hay không có. Mụn không phải là vấn đề trong tình yêu. Em cảm giác bạn gái thế nào? Chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông. Em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm. Bạn nữ
rất là dễ thương. Đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế. Rồi, cảm ơn. Hay quá. Em có đi dài không? Em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ. Con chào chú Quang Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, hai người bạn với nhau rồi. Xin lỗi mình nặng mụn chút nha. À, em thấy như cái chú ngồi kế chú Quang Linh bển sao? Anh rất là chín chắn, ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn Ngọc. Với lại cái vấn đề mụn á, ý của bạn Ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu. Mụn bọc á không? Em nghĩ là nếu như hai bạn đồng ý với nhau, tụi em cũng ủng hộ cho bạn. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn trẻ sẽ gặp mặt. Có 2 phút nha cưng. Kéo màn. Hợp á, bạn trai bên đây cũng dễ thương, bạn gái cũng dễ thương. Nào. Dạ, chào em. Anh đến dịch anh có mang món quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nói chuyện nghe gần gũi. Tâm thiệt tâm ha. Anh có biết nhậu không? Anh không có được giỏi. Con trai miền Tây muốn biết nhậu. Không nhậu là tốt chứ sao? Em muốn có người có nhậu hả? Dạ đúng rồi, tại trời. em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em. Vậy chắc để anh cố gắng. Đừng đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu chứ. Chuyện này bỏ qua, không có cố gắng. Sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á thì anh sẽ ở trên Sài Gòn hay là về quê? Anh thì có dự định là anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh có ý định là phải mình về quê mình sống. Anh thì anh thích ăn bánh ở nhà mẹ nấu nên anh có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó. Bánh gì? Bèo bánh củ cải. Làm bằng củ cải hả? Dạ. Hùng vốn mở tiệm bánh được á. Em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn. Dạ. Thì cơ mở chung mặt bằng một bên bán bách, một bên bán quần áo, phụ kiện. Dạ. Nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn thuyết phục nhau đi. Thôi em hát để anh. Được vậy đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là chết. Chết. Làm lại chứ. Hèn chi ổng ế tới ngàn hai đúng rồi đó. Là 2, 3, bắt đầu. Chưa, để em nhắm lại cái đề. Rồi, nhắm đi. Rồi. Anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió bay ngang qua. Đưa đôi tay anh ngắm hay cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm, hay đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm. Người yêu ơi. Nói câu gì đi em, nói câu nói sao đi. Nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây. Anh sẽ hứa thực hiện những gì em mong muốn. Muốn cái nắm tay ra đi. Dạ, cố gắng nặng hết mụn. Câu này dễ thương nè. Đây, nút bấm đây. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 1 2 3 Ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha. Hết thời gian. Ủa? Ủa gì? Có bóng mà. Có không? Có rồi kìa. Giật mình hả? Trời dễ thương quá. Bấm mà là ủa. Bẻ ngón tay hoài, nắm tay người ta đi. Thấy sao? Thấy có điện nó giật giật. Hùng gái đi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ, em cảm ơn. Trai tài gái sắc. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Áp dụng đến các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nào. Hãy đưa bạn gái đi xem phim nắm tay. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Chiều tới giờ là em 20 tuần. Tính em mà đi làm ngành trà khỏi xem đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em
quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Rồi, hai bạn bắt đầu giới thiệu về mình. Mời bạn nữ, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Chào, chào em. Anh hàng xóm kế bên. Và toàn thể quý vị khán giả. Người ta có câu là trúc xinh, trúc mọc, đầu đình. Em xinh, em đứng, vũng xinh, vẫn xinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Ly. Và em đến từ thành phố biển Vũng Tàu ạ. Em 25 tuổi, em đang sinh sống và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên hành chính và lễ tân ạ. Rồi, em trai. Em kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào các quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyên Gia Long, 30 tuổi. Trần Nguyên Gia Long, tên dữ ha, 30 tuổi. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Vào đây lâu chưa và đang làm công việc gì? Em vào đây là hơn 10 năm rồi. Và hiện tại em làm nhân viên phòng đào tạo tại công ty vận tải và nhà nghề Phương Nam. Đào tạo gì? Đào tạo về lái xe. Lái xe hả? Dạ vâng. À, đào tạo là lái xe, dạy lái xe. Dạ. Bình tĩnh, thoải mái lên nào. Hình như là hơi hồi hộp á. Nghe cà giật vậy. Em căng thẳng lắm đúng không? Hít thở sâu vô bạn. Trời ơi, lái xe mà căng thẳng như này chắc. Lái xe em không căng thẳng, em tự tin lắm. Rồi sao ngồi đây tôi căng thẳng, coi như em lái xe đi, cứ ngồi em về hoài đi. Thôi giờ hát bài cho nó thoải mái nè ha. Vỗ tay khích lệ bạn trai đi. Rồi. Bây giờ em có chuẩn bị một cái khúc, một khúc bài Ánh Nắng của anh. Rồi, làm. Rồi. Luôn. Bắt đầu, mặt trời lên. Sẽ luôn được gần bên em, sẽ luôn là bàn tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng dòng tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn. Luôn gì? Vì luôn gì? Tiếp luôn. Vì em luôn, luôn gì? Đẹp nhất. Tiếp luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là ánh nắng trong tim anh không xa rời. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi, sao khúc đầu giọng trầm ấm ngon lắm mà sao đoạn cuối giật giật luôn vậy? Ta rung cái luôn gì anh luôn luôn luôn. Trời, không biết làm cái gì luôn. Rồi bên đây. Cô gái hát bài coi. Đáp lại tấm lòng của anh hàng xóm, em cũng xin trình bày ca khúc là Có Em Chờ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Em thích nghe khúc này nè. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chưa? Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Wow. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Bên kia đang còn rung, mình nói trước luôn đi. Dạ, về ưu điểm á thì thứ nhất là em rất là vui vẻ, hoạt bát, em có khả năng là tán dóc sinh địa. Rồi gì nữa? Bên cạnh đó thì em có khả năng là chơi thể thao hoặc là ca hát. Em có thể làm đồ handmade. Làm đồ handmade. Dạ. Còn khuyết điểm? Thứ nhất á là em hay quên, não cá vàng. Nhưng mà những cái thứ mà đặc biệt quan trọng của em thì em sẽ ghi nhớ rất là lâu. Rồi nhớ tên bạn nam không? Gia Long. Vậy là ngon lành, nãy giờ đâu có quên. Bạn đâu quan trọng. Quan trọng. Dạ. Rồi bạn trai hết rung chưa? Dạ hết rồi chị. Rồi ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em là năng động, chăm chỉ làm việc, hòa đồng vui vẻ, có tính cầu tiến, ham hỏi. Về nhược điểm của em là nghe mọi người nhận xét của em là nói chuyện hơi vô duyên một tí. Đâu có vô duyên đâu, dễ thương. Dạ. Mà. Và nhược điểm nữa là em giữ tiền còn hơi kém. Ô cái đó dễ, phụ nữ giữ tiền hay lắm em. Đúng rồi, em học tài chính anh. Tiền cứ để em giữ đi không sao. Thấy chưa? Thôi bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi. Em mấy mối tình rồi em trai? Ra trường tới giờ là em 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ, mối tình gần nhất ở đây là cách đây hơn 1 năm. Em quen mấy năm? Hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì do lúc đó là hai người chưa có hợp nhau. Tính em mà đi làm là ngành tà tỏi xe em đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Dạ. Rồi bên đây em tình trường mình như thế nào? Trước đây thì đi học quá thì em lo học. Sau đó thì em ra trường thì em lo em đi làm. Nên là em quên yêu luôn. Quên yêu luôn. Là, dạ.
Cho nên là giờ 25 cái xuân xăng rồi mà không có một mối tình bắt ngang vai. Thời buổi này mà nghe chữ quên yêu ha, nghe là lạ. Ráng nhớ yêu nha em. Em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về ngoại hình á, thì nếu mà được thì bạn đó cao khoảng 1m7 trở lên. Em có ấn tượng tốt với những bạn mà tròn tròn một xíu. Tại những bạn đó nhìn thì có vẻ là tốt bụng, dễ thương và hài hước. Về tính cách á, thì đàn ông đích thực như Ip-Man, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như Rodenso. Trời đất ơi, gì mà quảng cáo với tùm lum vậy? Và là một phần tất yếu cuộc sống như La Vi. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Có 3 điều ạ. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là lẻo mép, thứ ba là keyboard. Bạn trai có dính cái nào trong 3 cái đó không? Dạ không có chị. Rồi, được. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là biết lễ phép, sống tình cảm. Tiếp theo là bạn gái phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Em gái biết nấu ăn không em gái? Dạ, món nào em cũng nấu được nhưng mà cùng một công thức thôi. Rồi còn gì nữa em? Phải là chân thành. Chân thành. Chân thành mối quan hệ. Nói nghe nè, mình cao được 1m7 không? Dạ 1m65 chị. 1m65 được nghe em, bớt 5 phân. Dạ cũng được chị. Cũng được. Thấp chút chút cũng được. Hơi miễn cưỡng. Thì em không đi giúp guốc, em đi giúp bệnh. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao thấp, mập ốm? Chắc cao. Cao, chắc cao hơn em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, một phụ nữ cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố. Còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó. Gia đình em cũng chưa quan trọng cái đó. Hay vẫn chưa được tự tin lắm, anh Linh bơm cho miếng máu đi chứ. Rung chưa tự rồi. Tin. Đây bản lĩnh lắm á. Thôi bây giờ em muốn người con gái là chân thành ha. Chiều cao là chắc cao hơn đó, thì coi cao cỡ nào. Hello. Em chào anh. Chà, cao mét mấy em? Dạ là mét 63 ạ. 63? Dạ. 65 được rồi. Bây giờ em ghét nhất gì cái tật xấu người đàn ông? Ghét bạn đó là cờ bạc. Cờ bạc có không? Dạ không chị. Không có. Gái gú. Gái gú có không? Dạ không. Không có luôn. Vậy có hút thuốc không anh? Không em. À vậy được rồi. Trai vào đây tốt. Sao chuẩn quá vậy, cái gì cũng không hết trơn vậy? Trời ơi. Nè con trai không à, gờ bạc rượu chè, không mê gái, không thích con gái, không yêu con gái. Thích gái đó. Thích gái. Thích gái. Thí dụ như là anh chịu rồi chừng nào em cho anh cưới? Dạ nếu mà chịu thì tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì có thể một năm nữa. Một năm nữa ha? Dạ. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè, mình hỏi thêm ý kiến người thân. Dạ hôm nay em đi với chị gái của em và các bạn trong hội FA lâu năm. Rồi, cho chị gặp chị gái của em nè. Rồi, chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn Nam và tất cả các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là chị của bé Ly. Thì bé Ly là một người rất là hòa đồng, dễ mến, tính cách thì hoạt bát, nhưng mà thực ra thì cũng khá là nội tâm. Cho nên là thông qua chương trình này, em rất muốn là sẽ tìm được cho bé Ly một người có thể quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu. Và nếu mà hơn nữa thì có thể tiến tới hôn nhân sớm thì cũng tốt, gia đình cũng rất là mong. Em thấy nãy giờ em rể tương lai của em thấy có hợp tính cách của em gái không? Bạn nam bên này chắc là rung quá nên có vẻ là hơi nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chắc là không thành vấn đề gì cả. Bạn nam thì ngoại hình khá ổn. Hôm nay gặp nhau là đã là có duyên rồi. Còn có cái nợ hay không thì tùy thuộc vào quyết định của hai bạn. Rồi, và em trai đi với ai? Lúc đầu em đăng ký là có đi với sếp em với bạn của em. Thì bây giờ sếp em đang đi công tác chưa về kịp. Nên là bạn em, bạn thân em đi dùng với em. Chào bạn, mình nhận xét như thế em, nào? Em tên là Hoàng, là bạn học từ thời ôn đại học với Lâm. Lâm là người bạn chất phác thật thà, nói chung là lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Thì em thấy là bạn nữ bên này thì rất là hoạt bát, vui vẻ, có kiến thức tài chính và biết nấu ăn nữa. Bổ sung cho nhau thì em thấy là rất là hoàn hảo, rất là hợp. Rồi, cảm ơn em. Hai bên chuẩn bị gặp mặt nha. Ha, bây giờ mình kéo rào. Kéo hàng rào ra nha. Cho hai em gặp mặt. Mở rào. Em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh luôn. Dạ, cảm ơn anh nha. Anh mở ra xem. Em tặng anh chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình có thể điều chỉnh được thời gian. Nếu mà mình có thể dành thời gian cho nhau thì mình có thể hẹn giờ. Hoặc là mỗi buổi sáng khi mà anh nó báo thức anh tỉnh dậy thì anh có thể là nhớ tới em.
Hay quá. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì? Tóc em dài, dễ thương, trắng. Em nhận thức gì về anh? À thì em thấy anh nhìn rất là thật thà, chất phác. Nhìn cũng giống anh Quỳnh Linh. Nói nghe nè, thấy bạn nam không? Dạ thấy. Bạn nữ có gu thời trang rất ổn định, có thể tư vấn thời trang được cho người khác. Mang kiến vô nhìn cho rõ. Dạ, cảm ơn chị. Style bạn trai ăn mặc như vậy được không? Cần chỉnh sửa cái gì không? À, em kính vô thì nhìn rõ hơn. Đó, nãy giờ tôi biết mà tôi đeo trong cái tôi muốn xỉu luôn là biết rồi, bên đó không có đường rồi. Bạn trai mặc như vậy thì cũng được rồi. Dạ, nói chung là lịch sự là được. Đơn giản thôi em. Gu của anh cũng giống vậy đó. Quần jean áo buôn đơn giản, quan trọng cái tâm hồn mình, cái cách đối xử, nhân xử thế của mình. Chứ không phải là ăn thua nhau hơn cái bộ đồ đâu. Đồ đẹp nhưng người không đẹp cũng như không. Dạ đúng rồi. Anh có sở thích là gì? Khi thời gian rảnh anh làm gì? Thích của anh là chơi thể thao. À em cũng thích chơi thể thao. Chơi thể thao giống anh. Dạ. Luôn. Thích đi đây đi đó. Em cũng thích đi du lịch. Anh... Trời giống nhau dữ vậy. Nếu mà quận 10 hoặc quận 7 thì một tuần thăm em mấy lần được? Nếu mà ngày đó anh nghỉ hay là tuần đó anh rảnh rồi chắc anh qua em suốt á. Vậy là nếu mà không rảnh là không qua à? Thường tối là anh rảnh, buổi tối chắc rảnh, thời gian chắc ok nhất. Bây giờ nè, cho hai bạn đứng lên cho bạn gái bạn đo chiều cao một chút. Bạn coi thấy xứng không? Hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Tự tin lên, xoay vô nhìn nhau. Nói mỗi người một câu thôi. Nói cái gì mà mình đang nghĩ hiện tại đây nè, mình đang có rung động gì không? Mình nói với bạn gái. Hôm nay mà đứng chân trên này là có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mà mình có cơ hội cho nhau thì mình cho tìm hiểu nhau, và nếu mà hợp nhau thì đến đợt với nhau. Rồi, về vị trí. Rồi. Chúng ta sẽ tiến tới bấm nút. Cái khâu cuối cùng là có bấm nút hay không? Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn phải bấm nút bằng cả con tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời. Ôi, em bấm mà nó không có ăn anh ơi. Em cũng bấm mà, em cũng bấm mà anh. Thầy đã rung rồi mà em còn làm cú đó, thầy rung quá. Bấm nhẹ quá đó. Bên đây bấm quyết liệt, bên đây bấm. Rồi nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Dạ. Giờ hung luôn đi. Cho anh hung em. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là chiếc máy nước nóng hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn chiếc máy nước nóng của thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Chúc các bạn sớm tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Mời các bạn. Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi, cũng biết chơi thể thao. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Như vậy là đã một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai luôn. Em làm công việc gì Tùng? Dạ em làm bảo trì. Rồi tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi.
Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai Ba Mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiến lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy bên đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đó. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được ạ. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giờ làm thì cũng ít lên. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần cũng được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. Dạ, người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao rồi. Nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên là tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em hơn 10 tuổi chị. Này bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Chị thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ mình, đúng rồi. Mình có vẻ cá tính là mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả giờ cho con bú được nè, rồi giặt tả cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Ví dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Sao ông gan vậy á? Của ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? Em ơi là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con thế này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. Thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chứ thôi bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè? Dạ như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Được. Này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau. Dạ. Có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với ba mẹ mình. Tâm sự với anh trai vậy đúng dạ, không? Dạ, dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút. Nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ.
Trong cuộc sống em thích điều gì? Là em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lớn tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là đúng, nói hay, chuyện hay lớn nạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rã nghe nó cũng dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy là vui. Cảm tình lắm á, vui á. Dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn ạ. Mình đang ở với ba mẹ mình dạ, luôn. Dạ, với không? Ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Trời đông quá hả? Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào em Chi Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác... bác rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ dạ, tay. Rồi. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tùng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai ra thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy nữa. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Nói thật với lại ông Mai bà mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc. Chỉ có hai anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình. Hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được. Con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Cô này có em trai, anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đây. Mấy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Dạ, rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu. Bé Diễm thì sôi nổi thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi. Em thấy em rể tương lai của em có đẹp trai không? Dạ em thấy bạn này thì chắc là có nét về mình sẽ tút lại. Chàng trai bên đây theo anh đánh giá khách quan rất là dễ thương. Và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận xét. Cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta rồi. Bắt đầu gặp gỡ. Mở rào. Bắt đầu. Anh cảm ơn quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi.
Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á, ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, ở chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về thật quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À, là lúc trước là anh học ở đây? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? À, nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn á. Dạ. Em thấy anh sao? À, em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. À, nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hoài được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. À, em ví dụ thôi nha, cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. À, trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó, nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh, bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến, thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em cũng thích, rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi, bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá. Yêu xa thế nào? Em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ thật sự là em, nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy dạ. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Dạ, được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy thích cậu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút? Dạ, có kết quả. À, có kết quả bấm nút cuối. Mở. Kết quả xong rồi cậu nói mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này, anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán.
Mình cũng chưa nói điều gì, nhưng mà thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nha. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm, và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ, hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó, em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. À, nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có, nói chung thì hai đứa ở đâu bác cùng không đặt thành quan trọng, ở đâu cũng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi, bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Xin ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Đưa tặng các bạn những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, máy nước nóng thương hiệu Atlantic, một chiếc máy nước nóng thương hiệu Senton với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh với chị Cát Tường rất là nhiều. Em nghĩ đến đây là ngày hôm nay là mọi người đều có duyên với nhau hết. Nên em cũng xin gửi tặng chương trình một cái món quà nho nhỏ, cũng là một cái bài thơ của em. Ai ơi hãy đến chương trình, được cười vui hết cỡ cùng anh Linh, chị Tường. Lại còn kết bạn bốn phương, tâm đầu ý hợp trời thương duyên mình. Rồi chúc các bạn hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã kết nối được hai cặp đôi, và chúng tôi luôn luôn mong muốn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Tạm biệt quý vị.
thẳng ra là em lộ nhiều và mập. Môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn đi bộ, mà đi bộ trên máy có nhậu. Em không có thích lấy anh mà lấy nhậu là niềm vui. Em ơi, không nhậu sao lên chức lên lương em. Khi mà em nổi giận lên á, thường em hay kiếm một cái chỗ yên tĩnh để em ngồi. Nếu em đồng ý mà bấm nút hẹn hò với anh á, sau này mỗi sáng thức dậy á sẽ là một ngày tuyệt vời đối với em. Em xin xác nhận là nếu mà lần này chị không hẹn hò với anh Thanh á sẽ rất là tiếc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.